Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình là chiếc Xiaomi Mix 4. Và chiếc Xiaomi Mix 4 này thì hiện tại có giá trên thị trường là 18,5 triệu. Thì chiếc Xiaomi Mix 4 này có điểm gì đặc biệt? Chiếc Xiaomi Mix 4 này thì có camera ẩn dưới màn hình. Các bạn có thể nhìn thấy ở bên trên đây này. Đấy, nó sẽ là camera ẩn dưới màn hình nhá. Ở trên này chúng ta sẽ không nhìn thấy gì đâu. Thì về trải nghiệm của chiếc Xiaomi Mix 4 thì nó cho chúng ta một trải nghiệm khá là hoàn hảo. Khi chúng ta có thể là đây, trải nghiệm một cái màn hình trọn vẹn hơn. Như bức ảnh này mình zoom lên, đây là mình chụp bằng camera trước của máy đây. Còn về những cái mặt trải nghiệm khác, vì máy chạy vi xử lý Snapdragon 888 Plus nên là có gặp hiện tượng quá nhiệt giống như trên vi xử lý Snapdragon 888. Mình có chụp một số bức ảnh screenshot. Đây, về lỗi quá nhiệt của máy. Máy sẽ báo quá nhiệt. Đây. Nó sẽ gặp hiện tượng là overheating. Overheating. Khi chúng ta chơi game. Đấy. Quá nóng để chúng ta có thể dùng được phần mềm AnTuTu Benchmark. Phần mềm AnTuTu thì mình đã chấm được con này. Đây, nó rơi vào khoảng tầm khoảng hơn 780.000 điểm, 786.973.000 điểm. Thiết kế con này thì nói chung là khá đẹp. Nó là một khung viền gốm bao phủ quanh cả cái chiếc máy luôn. Khá là ok. Mình nhận xét cá nhân của mình sau khi đã trải nghiệm chiếc Mix 4 này được khoảng 2 tuần. Thì cá nhân mình đánh giá thì ngoài camera ẩn của máy ra thì máy không còn gì để nổi bật. Máy không có gì thực sự để nổi bật. Camera chụp bình thường, camera trước ẩn thì chất lượng xấu, không được như camera đục lỗ hay là camera thò thụt. Còn về phần chơi game, hiệu năng các thứ thì vì xử lý Snapdragon 888 Plus quá nhiệt nên chúng ta chơi các tựa game, ví dụ đây mình có cài một số tựa game như là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile, Call of Duty hay là Genshin Impact cũng như là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến thì đều gặp lỗi quá nhiệt. Màn hình thì hiển thị rất là đẹp vì đây là màn hình tràn viền không khiếm khuyết camera ẩn dưới màn hình, nên các bạn cứ yên tâm mà chơi thôi. Đây, giao diện của game nó sẽ là như này, các bạn có thể để ý mình sẽ di sát máy vào, đúng không? Cái góc bên này nó không bị bất kỳ những cái ảnh hưởng khiếm khuyết gì cả. Chúng ta có một màn hình chơi game tràn viền toàn diện luôn. Đấy. Còn về cái chuẩn mà xem Netflix trên máy thì chúng ta có chuẩn là L1, Wi-Fi L1. Chúng ta có thể xem được nội dung, độ phân giải Full HD trên Netflix nhé. Đấy. Như vậy là hôm nay mình đã chia sẻ một chút ít về chiếc Xiaomi Mix 4, một chiếc điện thoại mà chúng ta nên mua để trải nghiệm về cái màn hình tràn viền, vô khuyết, không có khuyết điểm, có camera ẩn dưới màn hình thôi. Còn lại về cấu hình thì để chơi game thì nó cực kỳ là nóng. Giá của nó hiện tại thì bây giờ nó rất cao, hơn 18 triệu thôi. Phiên bản này, phiên bản chạy 8GB, bộ nhớ trong 256GB. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.